Cũng trong sáng ngày 1 tháng 11, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi làm việc với đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, về tình hình công tác phát triển giáo dục huyện Đông Triều năm học 2013-2014. Dự buổi làm việc với đoàn còn có đại diện công đoàn ngành, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành và toàn thể xã hội, ngành giáo dục huyện Đông Triều đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp ở các cấp học tiếp tục được củng cố và phát triển đa dạng về loại hình. Chất lượng dạy và học ổn định, có nhiều chuyển biến. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày một tăng, đặc biệt là đạt các giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia. Năm học 2012-2013, toàn huyện có 29 học sinh giỏi quốc gia, 231 học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 1.000 học sinh giỏi cấp huyện. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất của các trường trung học phổ thông đã được các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện trực tiếp trao đổi, trả lời tư vấn tham mưu cách giải quyết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường hơn nữa đổi mới công tác quản lý, đặc biệt là quản lý về tài chính, quan tâm đến giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống cho học sinh.